ngày mùng 7 tháng Chạp năm Mậu Tuất, 31 tháng 12 năm 938. Anh hùng dân tộc Ngô Quyền cùng quân dân nước Việt đại thắng quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng, chấm dứt 1117 năm Bắc cuộc, mở ra thời kỳ độc lập lâu dài của dân tộc Việt Nam. Trận chiến trên sông Bạch Đằng năm 938 đã đi qua hàng ngàn năm, nhưng âm hưởng anh hùng ca của tinh thần chiến đấu bất khuất vẫn như còn vang vọng khắp non sông. Mây phủ tràng kênh, núi mấy tầng, đằng giang cuồn cuộn, sóng trào dâng. Mênh mông Nam Triệu, mây hòa nước, ta cùng ba quân lập trận đồ chống giặc. Lính miền núi đã quen bơi lội, quân miền xuôi lại giỏi cung tên. Thế tướng sĩ như rồng bay hổ phục, há lo gì vật nước không hưng. Dạ, xin kính chào chủ soái. Theo lệnh chủ soái, chư tướng chúng tôi đến chờ lệnh. Chào các vị tướng quân. Các vị tướng quân đã biết Vạn Vương Hoàng Tháo, con trai Hán Vương, đang dẫn đầu đội thủy binh cùng hàng trăm chiến thuyền đã vào biển giao châu ta. Chúng đang hướng tới cửa sông Bạch Đằng. Đây chính là con đường xâm lược ngày xưa Mã Viễn đã từng qua đó. Đúng là ngựa quen đường cũ. Hoàng Tháo là đứa trẻ khờ dại, đem quân từ xa đến, quân lính còn mỏi mệt, lại nghe công tiễn đã chết, không có người làm nội ứng, đã mất vía trước rồi. Quân ta lấy sức còn khỏe, địch với quân mỏi mệt, tất sẽ phá được. Nhưng bọn chúng có lợi là ở trên thuyền lớn, lại nhiều. Ta biết vậy nên đã phòng bị trước. Thưa chủ soái, theo lệnh của chủ soái, hơn 5.000 chiếc cọc gỗ bịt sắt nhọn đã được cắm xuống đáy sông Bạch Đằng. Hàng vạn mũi tên cũng được dân binh chuẩn bị. Tướng quân Kiều Cống Hán. Dạ. Hơn 5.000 cọc gỗ chính là 5.000 kiện tướng giao châu. Những chiếc cọc gỗ sẽ như những mũi khoan khổng lồ, cùng lúc từ đáy sông lao lên, đâm thủng chiến thuyền quân xâm lược. Những mũi khoan khổng lồ sẽ cùng lúc đội nước lao lên, đâm thủng chiến thuyền quân xâm lược. Chiến trường đã chuẩn bị, chư tướng hãy sẵn sàng. Nơi cửa biển Bạch Đằng sẽ là mồ chôn quân giặc. Dạ dạ dạ, cấp báo cấp báo. Thưa chủ soái, thuyền do thám của tướng giặc Hoàng Tháo đã đến cửa Bạch Đằng. Được lắm, hỡi ba quân. Dạ. Ta đã quyết định đặt đại bản doanh ở gần nơi cửa biển Bạch Đằng để đón đánh quân giặc. Dạ! Đánh giặc ngay tại nơi địa đầu, cửa ngõ Giang Sơn. Các tướng nghe lệnh. Dạ! Tướng Tam Kha. Dạ! Ông mang thủy đạo tinh binh cùng đội hóa công ém quân bên tả ngã sông,
khi có lệnh nhất tề phóng hỏa. Xin tuân lệnh. Tướng Cảnh Thạc nghe lệnh. Dạ. Tướng quân chỉ huy đội binh thuyền mai phục bên Hữu Ngạn cùng quân dân thủy bộ hiệp đồng. Xin tuân lệnh. Ngô Sương Ngập nghe lệnh. Dạ. Mang quân mai phục dưới chân núi Tràng Kinh, ấn mình dưới ngàn lâu lách. Khi thuyền của giặc bỏ chạy thì sống ra giết giặc. Thưa phụ thân, con thề quyết chí giết giặc lập công. Tướng quân tất tố. Có tiểu tướng. Tướng quân dẫn đầu đội thủy binh với chiến thuyền nhẹ ra cửa biển khiêu chiến, giả thu để giặc đuổi theo. Khi nước triều lên, thuyền của giặc sẽ tràn qua bãi cọc. Khi đó, tướng quân phải lập tức quay lại phản công. Cùng lúc quân ta sẽ nhất tề nổi lửa. Dạ, thưa chủ soái, gia đình tiểu tướng đã mấy đời sinh sống với sông nước Bạch Đằng. Tiểu tướng hiểu rõ từng con nước xuống lên. Tiểu tướng sẽ chọn đúng giờ khắc thích hợp thì giả thua bỏ chạy. Khi nước triều rút, bãi cọc nhô lên, sẽ quay mũi giáo phản công. Hỡi ba quân! Dạ! Xuất binh đánh giặc! Dạ! Thank you.
chủ soái, đất nước đã sạch bóng ngoại xâm, hào kiệt và dân chúng bốn phương đều hướng về chủ soái. Dạ, phương Bắc sai người mang ấn tiết độ sứ đến phong người lên chính vị. Phong ta lên chính vị ư? Ông cha xưa yếu thế, đành nhẫn nhục tạm cầm. Chứ danh vị gì chiếc ấn ngoại bang, mang dấu hận ngàn năm nô lệ. Trận Bạch Đằng đã làm tan tác sức mộng xâm lăng, chấm dứt hơn ngàn năm đại họa Bắc thuộc. Cuộc trung hưng đất nước giờ đã thành công, ấn tiết độ sứ ta nghĩ không cần. Dạ, chủ soái anh minh. Dạ, thưa chủ soái, nhà cần có chủ, nước phải có vua. Xin chủ soái xưng vương để dân chúng cậy nhờ, ngoại bang cũng không có cơ xâm phạm. Dạ, muôn dân cùng tướng sĩ suy tôn chủ soái ngôi vương. Muôn dân cùng tướng sĩ suy tôn chủ soái ngôi vương. Muôn người một ý, ta cũng thuận lòng. Ngô Quyền ta quyết ý xưng vương, để cùng con dân đất Việt nối lại quốc thống. Người Việt làm chủ đất Việt. Dạ, chủ soái anh minh. Quốc thống ấy hơn nghìn năm trước đã mất, khi An Dương Vương thất thủ Cổ Loa Thành. Vậy nên ta lại quyết định chọn Cổ Loa Thành làm kinh đô để bày tỏ nghĩa lớn. Quốc thống xưa mất ở đâu thì nay nối lại ở đó. Muôn dân và các tướng sĩ có thuận lòng với ta không? Dạ, chủ soái anh minh. Cổ Loa Thành trở lại làm kinh đô nước Việt thôi. Xuân năm Kỷ Hợi, năm 939, Ngô Quyền xưng vương, định đô tại thành Cổ Loa. Thể chế quốc gia được anh hùng dân tộc Ngô Quyền thiết lập khi sự nghiệp bảo vệ tổ quốc thành công, càng khẳng định tinh thần độc lập tự chủ của người Việt luôn song hành cùng ý chí quốc gia dân tộc. Chính thống của nước Việt ta, ngõ hầu đã nối lại được. Nói về sự kiện chiến thắng Bạch Đằng Giang năm 938 và sự kiện Ngô Quyền xưng vương năm 939, sử thần Ngô Sĩ Liên viết: Ngô Quyền trong thì giết được nghịch thần báo thù cho chủ, ngoài thì phá được cường địch bảo toàn cho nước. Thật là một người trung nghĩa lưu danh thiên cổ, mà cũng nhờ có tay Ngô Quyền, nước Nam ta mới còi được ách Bắc thuộc hơn 1.000 năm và mở đường cho Đinh, Lê, Lý, Trần về sau này được tự chủ ở cõi Nam Vật. Với chiến công oanh liệt năm 938 trên sông Bạch Đằng cùng sự kiện xưng vương năm 939, Ngô Quyền được tôn vinh là vị tổ trung hưng thứ nhất của nước Việt, như lời xưng tụng của chí sĩ Phan Mộ Châu lúc sinh thời. Bạch Đằng sông bắt đầu từ lòng tổ quốc, đổ ra cửa biển tương lai, đầu gối sử xanh, quát tay vĩnh cửu, sinh lực tràn đầy, sức mạnh không vơi. Bạch Đằng lời cảnh báo thiên thu cho mọi kẻ thù. Năm 981,
Hoàng đế Lê Đại Hành tái tạo chiến thắng Bạch Đằng lần thứ hai. Năm 1288, quốc công Tiết Chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn đã chiến thắng Bạch Đằng, mở ra nền văn hóa Đông A rực rỡ.